Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Dạ hôm nay thì em có đến với bài kiển của chị Thủy ha. Thì chị ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mai giống, mai ghép giống xuồng mình lại nè. Với lại hành lý luôn ha. Cái lô xuồng Sài Gòn phong tàng thông cho cô chú anh chị mình sưu tầm về cho Tết 2025 luôn cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Và không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi, em chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Rồi. Hôm nay đến với kênh thì em có một lô mai này để mình về tàng thông mình chơi Tết năm 2025 nha cô chú anh chị. Nó này thì hàng VIP ha, nút nụ hệ bao nút nụ cho cô chú anh chị em mình luôn. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn nha. Cây đầu tiên hôm nay là mã số 1 nha cô chú anh chị. Mã số 1 đây là một cây siêu bông mình lợi già mùa nha. Rồi. Nha. Cô chú anh chị em mình nhìn thấy nút nụ cho cạnh quá trời quá đất luôn. Nụ nè cô chú anh chị ha. Quá trời đã luôn cô chú anh chị ơi. Cái này là mình chơi là đặc sản bông luôn á cô chú anh chị. Nút nụ là bao nụ ha, bao bông. Mày chơi tới thì thoải mái luôn, phi vu luôn cô chú anh chị ha. Hàng ghép già mùa cô chú anh chị an tâm. Tờ cái này cái cũ. Bộ đế được cũng quá đẹp. Rồi, cho em thông số cái này luôn ha. Cái cổ trên đây là mình được 20. Rồi. Cái củ tròn của nó đây là mình được là 36. Rồi. Chiều cao là mình được 102. Rồi. Tán ngang là mình được là 99. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ là 2 triệu rưỡi cô chú anh chị. Rồi 2 triệu 500 ngàn bao ship cho cây này luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 2 ha. Tiếp theo là cây mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây siêu bông và là bình lợi già mùa nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái vàng tàn nó dày lắm nha cô chú anh chị ha. Yeah. Vàng xương rồi nó cũng cứng, nó to, cứng, đẹp lắm. Nút nụ thì bao luôn cô chú anh chị ơi. Nụ ngon lành luôn nha. Nút nụ bao ngon lành luôn. Rồi, cho em xin thông số cái này luôn hả chị? Ồ, cái đế. Cái này là hoành được 24. Ồ, nguyên cái bài đế nè. Cái củ tròn ngay chỗ này là mình được là 38 rưỡi em tính 38 ạ. Rồi, trời ơi cái bài đấy. Quá trời cái bài đấy này là của chính chị ơi. Chiều cao là mình được là 106. Rồi. Tán ngang là mình được 100. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ là 2.600.000 nha. Rồi 2.600.000 bao ship ha. Rồi. Rồi tiếp theo cái mã số. Tiếp theo mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 3 đây là một cây siêu bông Sài Gòn ha. Rồi phong tàng thông quá lớn luôn cô chú anh chị ha. Cái tàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số cây này luôn ha chị. Siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương ha. Cái này nó có cái nhánh ngang cái này nên em ra trên đây nha. Bình thân trên đây là mình được là 16 rưỡi em tính 16 đi. Rồi. Nóc nụ nè cô chú anh chị ơi. Bao nụ ha. Hàng bao chơi chiều hết. Cao là được 115. Nụ chơi tới phi vu luôn nha. Tán ngang là mình được là 82. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 900 ngàn thôi nha. Rồi 900 bao ship luôn ha. Rồi 900 bao ship luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 4. Rồi. Mã số 4 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó nha cô chú anh chị. Rồi. Giống của chú Sáu cô chú anh chị ha. Nút nụ nè cô chú anh chị ha. Cái này nút nụ vô cũng khá là ok nha cô chú anh chị ha. Quỳnh thân được là 22 rưỡi, em tính 22 nha. Rồi nút nụ nè, giữ dòng nút nụ lắm cô chú anh chị. Nụ siêu bông Sài Gòn này chiều cao là 120. Tàn hơi thua nhưng mà cái này chơi tết chân ok nha cô chú anh chị, chân tết là thoải mái luôn á. Tán ngang là 80. Rồi rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 750 thôi nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 5. Rồi mã số 5 đây cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cây này thì quá trời đẹp luôn, xuất sắc cái chi tàn luôn. Rồi, tàn thông rất là đẹp của chú anh chị ha. Mà củ đế đều nở to luôn. Rồi, thông số luôn ha chị. Hàng này bao chuẩn giống ha. Quanh thân được là 23 rưỡi, em tính 23 đi. Rồi, nút nụ thì khỏi chê nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là 120. Nụ ngon lành ha. Tán ngang là 87. Rồi. Rồi, cái này thì em cũng giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 900 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó ha. Trời ơi nút nụ rồi. Giờ có nút nụ bây giờ bung đọt quá trời luôn. Nụ nè cô chú anh chị ha.
cây rất là mạnh nha cô chú anh chị ha, đang nứt bung đọt nó cô chú anh chị ha. Đó, nụ thì siêu nhiều luôn nha cô chú anh chị ha. Hoành thân cây này là yếu tí xíu nữa là 23 ha, em tính 22 thôi. Rồi, hoành 22. Rồi, nụ đã lắm cô chú anh chị ơi, dày nụ nè. Đó, lên màu cánh dáng ha, nụ dài. Chiều cao là được 130. Rồi. Cây này là mình chơi mình teo tài lộc là quá xuất sắc luôn. Tán ngang là mình được là 89. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 1 triệu là em bao phí ship nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7. Tiếp theo mã số 7 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Đó. Đẹp phẩm tàn thông luôn ha. Đó. Nốt nụ nè. Ngon lành luôn ha. Hoành thân tại điểm này là được 25. Rồi. Chiều cao là 129. Rồi. Tán ngang là 80. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ là 1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 1 triệu bao ship luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 8 luôn cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 8 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn thông luôn cô chú anh chị ha. Cây này hoành hay nhỏ, hoành nó có được có 18. Hoành 18 ha. Nút nụ. Nhưng mà có chục ghép bao cũng khiếp luôn ha. Chiều cao là mình được 122. Rồi. Tán ngang là mình được 90. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 900 thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9. Tiếp theo mã số 9. Nó chính cũng là một cây Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông Sài Gòn ha, giống của chú Sáu luôn. Sài Gòn này thì này là mình còn nâng đế ra được. Bộ đế quá trời luôn cô chú anh chị. Rồi. Đó không số cái này luôn hả chị? Thần chậu ghế to. Nhóc to cô chú anh chị ha. Hoành tại điểm này là mình được 24. Rồi, hoành 24 ha. Thơm tàn thông cao luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 1m30. Rồi. Tán ngang là mình được là 88. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 950 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 10. Tiếp theo mã số 10 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa cô chú anh chị. Rồi giống của chú Sáu luôn nha cô chú anh chị ha. Đẹp tâm tàn thông quá đẹp luôn nè. Đó, cây này tàn lớn cô chú anh chị ha. Cây, đó, là, nốt cây nụ, này tàn lớn nha. Chột rồi quá trời quá đất cái chột. Nụ bao nụ luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi cho em xin thông số cây này luôn hả chị. Hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao là 137. Rồi. Tán ngang là 103. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cả nhà mình là giá chỉ 1.200.000 em bao phí ship nha. Là 1.200.000 ha. Rồi đợi cây luôn. Ồ cây này cuối clip luôn hả chị? Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha và đã ủng hộ cho em ha. Từ hôm gài thì em cũng có công việc quá nên gián đoạn á, mong lên nay lên lại thì mong cô chú anh chị em mình vào xem ưng ý được cây nào thì ủng hộ giúp em ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa mình nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà ở những clip tiếp theo ạ.